Lễ đính hôn đồng giới Hà Chí Quang thành đoàn lớn nhất miền Tây, dàn bê cháp toàn thứ dữ. Sau nhiều năm yêu đương, cặp đôi Hà Chí Quang thành đoàn đã chính thức trở thành vợ chồng khi lễ đính hôn của cặp đôi được tổ chức hoành tráng tại miền Tây trong sự chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp. Sáng 19 tháng 10, đám hỏi của cặp đôi đồng giới Hà Chí Quang thành đoàn được tổ chức tại Đồng Tháp. Được biết để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình, cặp đôi đã tự tay chuẩn bị khi mua hàng tấn hoa tươi về trang trí bàn gia tiên và không gian buổi lễ. Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo nên họ hàng ít được dự những đám cưới hoành tráng. Tôi tin rằng bà con cô bác đến đám hỏi của tôi và anh Quang sẽ đều thấy mãn nhãn, thành đoàn nói. Cổng cưới được làm với hai con rồng theo phong cách miền Tây, đồng thời là hàng tấn hoa tươi trải dài từ cổng vào không gian bên trong nhà. Theo chia sẻ, vì đây là lễ ăn hỏi đặc biệt nên cặp đôi không làm cổng rồng phụng như thông thường mà sẽ kết hai con rồng. Bên cạnh đó, sinh lễ từ phía Hà Chí Quang mang xuống gồm trà, bánh, rượu, cháp rồng cùng với đó là những món quà để trao cho bạn đời. Không riêng gì thanh đoàn, nam diễn viên Hà Chí Quang cũng khá xúc động khi chứng kiến khung cảnh buổi lễ đính hôn của mình được hoàn thành chỉnh chu, sang trọng. Ngoài ra, Hà Chí Quang cũng tiết lộ bản thân anh và thanh đoàn chưa từng dám mơ về ngày trọng đại như thế này và những gì đang diễn ra ở hiện tại vượt quá tưởng tượng của anh, điều này khiến cặp đôi khá xúc động. Chưa dừng lại ở đó, đội hình bê cháp trong lễ đính hôn của cặp đôi là những người bạn đồng nghiệp thân thiết của anh như diễn viên Phương Dung, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Quốc Huy, người mẫu diễn viên Đạt Nguyễn, diễn viên Anh Tài, diễn viên Huỳnh Quý, tất cả mặc áo dài truyền thống màu vàng, trong khi đó chú rể Hà Chí Quang diện áo dài màu đỏ nổi bật. Hồ Bích Trâm, bạn thân của Hà Chí Quang, thanh đoàn cũng xúc động trong ngày đặc biệt của cặp đôi. Cô cũng là người đồng hành cùng cả hai trong nhiều dịp đặc biệt. Diễn viên Hồ Bích Trâm cho biết, thanh đoàn vốn là người tiết kiệm. Đoàn kiếm được tiền như để lo cho gia đình, không mê đồ hiệu, em ấy chi nhiều cho đám hỏi vì đây là mơ ước từ lâu, cũng là để thể hiện sự tôn trọng với những người yêu thương mình, cô cho hay. Trong đám hỏi, nghệ sĩ Thanh Bạch sẽ đảm nhiệm vai trò MC kết nối hai gia đình và dẫn dắt câu chuyện tình của cô dâu chú rể. Được biết, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn sẽ tiến hành đãi tiệc khách mời tham dự lễ đính hôn ngay trong khuôn viên biệt thự của cả hai. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn là một trong những cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt công khai chuyện tình cảm đồng giới. Kể từ ngày công khai chuyện tình cảm, cuộc sống của Hà Chí Quang, Thanh Đoàn nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc, tình bề bình khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mặc dù gia đình hạnh phúc, song Hà Chí Quang phải đánh đổi cả sự nghiệp để có được nó. Theo đó, Thanh Đoàn cho biết, kể từ ngày công khai chuyện tình cảm, nam diễn viên dần ít đi phim, những lời mời chạy show không còn nhiều như trước. Mặc dù vậy, anh vẫn không hề than trách, thậm chí còn chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để được ở bên người mình yêu. Ngoài ra, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn chào đón bé trai Kaka cùng bé gái muội muội vào cuối năm 2022 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ ở Thái Lan. Nam diễn viên từng tiết lộ chi phí rất đắt đỏ lên đến hàng tỷ đồng. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn trực tiếp chăm sóc các con trong suốt thời gian qua. Dù lần đầu làm bố, nhưng cả hai khẳng định có thể thay tã cho con uống sữa, giúp bé ngủ vô cùng chuyên nghiệp. Các nhóc tỷ được bố bỉm thoải mái chia sẻ dung mạo trước công chúng. Thanh Đoàn từng phản pháo vì các con bị nói không có mẹ và nhận xét tiêu cực. Người yêu của Hà Chí Quang nói, một đứa bé giống như tờ giấy trắng vậy đó, quan trọng là mình giáo dục và dạy bảo cho đứa bé đó như thế nào. Để trả lời cho cái thắc mắc đó thì Đoàn nói luôn cho bạn, nếu một ngày nào đó con Đoàn đi học và bị cười thì con của Đoàn cũng buồn đó. Đoàn sẽ hỏi con rằng, nếu con đi học, con thấy một bạn đó không có mẹ thì con thương bạn đó hay con cười bạn đó? Nếu con của Đoàn trả lời sẽ cười bạn đó thì Đoàn dạy con là không đúng và làm vậy là đứa trẻ hư.